Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Viên Hùng của mình. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái thông tin hình ảnh về dự án Hạ Long Xanh. Cơ bản thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là VinGroup là một công ty chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Công ty con là VinFast hoặc là VinHome là bất động sản. Thì cũng VinHome cũng niêm yết, và VinFast thì hiện tại đang IPO phát hành cổ phiếu lần đầu, nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Và VinFast cũng đã xây dựng nhà máy ở sản xuất ô tô điện ở Mỹ và cũng được chính phủ Mỹ tài trợ ưu ái về một số chính sách thuế. Thì câu chuyện là chúng ta cũng sẽ là thì Vin cũng có những cái tổ chức cái như công ty chứng khoán, những sự live stream hoặc là sự phân tích nhận định về cổ phiếu cho các cái người, những nhà đầu tư chứng khoán nắm giữ cổ phiếu của VinGroup hoặc VinHome. Thì tại cái sự kiện ngày 30 tháng 12 năm 2021 thì giữa một công ty chứng khoán Sài Gòn, Hồ Chí Minh và các cái lãnh đạo của tập đoàn có live stream, đợt đấy là đang là Covid rồi, thì là có chia sẻ thông tin đầu tư. Thì đến bây giờ chúng ta sẽ tiệm cận thông tin đấy và chúng ta nhìn nhận một dự án mới ở Hạ Long Xanh, và chúng ta nhìn lại các thông tin tại buổi đấy các cái lãnh đạo của tập đoàn chia sẻ với cái các cái thông tin của dự án Ocean Park 2 thì ra sao. Ấy thì chẳng hạn như chúng ta đi đầu tư thì chúng ta phải tìm hiểu, update các cái thông tin, và đôi khi thì cái thông tin nó phải link với nhau, chúng ta sâu chuỗi lại với nhau thì có đem lại một giá trị kinh tế. Chứ nếu không thì đôi khi cái ngày trước mà bạn không đầu tư vào Ocean Park 2 nó thứ thì bạn xem bạn cũng thấy bình thường. Thế và thậm chí là cũng có những cái mà mình cũng phải cái sự phân tích là cũng phải trên cơ sở là cái thông tin mà cái người phát ngôn nó có thẩm quyền, thông tin đáng tin cậy. Thế thì chúng ta cũng sẽ đi về một số hình ảnh và chúng ta sẽ xem lại. Tại buổi live stream ấy thì là trên kênh mình sẽ để ở cái video của cái này ở phần mô tả, các bạn nên xem lại, nó cũng độ khoảng tiếng rưỡi, rất là hay, nhiều thông tin rất là hay. Thì chúng ta cũng nhìn thấy các lãnh đạo tập đoàn, ví dụ như anh Trần Hồng Dương, anh là giám đốc quan hệ cổ đông tại các công ty niêm yết thì có bộ phận quan hệ cổ đông, đúng không? Ngày này là chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán HFC. Anh Sơn, phó tổng giám đốc VinHome, phó tổng giám đốc kinh doanh và marketing của VinHome. Chị Lan Phương thì cũng là khuôn mặt rất là đáng quen trong mỗi lần mở bán của các cái dự án VinHome tại ngoài Bắc này. Ngài Donald Ferre, phó tổng giám đốc tài chính và đầu tư. Đấy, đồng những quan chức mà chúng ta những thông tin đưa ra thì chúng ta cũng rất là đáng tin cậy. Chúng ta nhìn nhận lại như này. Thì anh Dương có đưa ra cái dấu ấn phát triển của dự án VinHome. Ví dụ nó cả một lộ trình này, sự thành công này, 2010 là VinHome Royal City này, 2011 VinHome Time City này, 2015 VinHome Central Park này, bắt đầu vào Sài Gòn này. Có 41,6 hecta thôi. 2018 là VinHome Ocean Park này, 420 hecta ở phía đông thành phố Hà Nội, và phía tây là VinHome Smart City 280 hecta. 2019 là VinHome Grand Park trong Sài Gòn. Rộng 272 hecta, có 71 tòa cao tầng, và đây có công viên 36 hecta. Dự án này cũng đang lập nên những kỳ tích trong Sài Gòn. 2022, và đây chúng ta nhé, giai đoạn 3 này này, đấy chúng ta nhìn này, giai đoạn 2 là phát triển đại dự án hàng trăm hecta, những trung tâm mới này, giai đoạn 3 từ 2022 này, phát triển những trung tâm mới từ hàng trăm đến hàng nghìn hecta nhé, hàng trăm nghìn hecta chúng ta nhìn nhé. Thì có VinHome Dream City thì ngày hôm nay là chúng ta cũng đã ở thời điểm này chúng ta cũng đã biết là 28 tháng 4 là mở bán Ocean Park 2 đúng không? Đầu tiên tên ban đầu cũng là Dream City đúng không? 458 hecta. Tiếp tục này, VinHome Wonder Park này, Đan Phượng này, 133 hecta này. VinHome Cổ Loa này, 385 hecta này. Đấy, VinHome này cũng giai đoạn 3 nhé. VinHome Hạ Long Xanh 4.110 ha. VinHome Long Beach Cần Giờ 2.870 ha. Đấy, mai thì cũng là Vietalend cũng có những cái buổi tổng kết kinh doanh sau 6 tháng đầu năm, và cũng cái kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm. Anh em cũng lên Hạ Long. Đấy, thì mình cũng nhân tiện này mình cũng chia sẻ một tí về cái dự án Hạ Long Xanh.
Thế thì chúng ta sẽ gắn từ cái này, và tại hôm đấy thì anh Dương cũng chia sẻ là Vin cũng có một cái chiến lược bán lô lớn linh hoạt, thì chúng ta cũng sẽ đây là có sự bắt tay giữa Vin với tập đoàn Mitsubishi và các cái tập đoàn khác này, và chúng ta nhìn thấy luôn ở trong cái dự án Ocean Park 2 này là Mastery là mua 6.000 căn, đúng không? Thế từ đấy đến bây giờ, từ cái buổi chia sẻ thông tin là 30 tháng 12 năm 21 và đến lúc mở bán này, chúng ta kiểm tra lại cái thông tin. Đấy là một cái sự liên kết thông tin mới thấy rằng là để làm sao cái năm nay cũng là cái mở bán của Ocean Park 2 nó cũng rất khác với các dự án cũ, đúng không? Nên chúng ta nhìn thấy là chiến lược của Vin là tăng cường hợp tác với chủ đầu tư danh tiếng này, đa dạng hóa dòng sản phẩm phục vụ nhiều phân khúc khách hàng này, rút ngắn thời gian phát triển các dự án này, đẩy nhanh dòng tiền, tăng thanh khoản chuẩn bị cho các siêu dự án. Đấy, chúng ta nhìn thấy mà. Nên là đâu đó thì dự án này cũng triển khai từ tháng 7 năm 2021 và đến mở bán, và kể cả là làm công tác pháp lý, hồ sơ pháp lý hoặc bắt tay nghiên cứu thì cũng phải là từ 2019 rồi. Đây, 2018 là Vinhome Ocean Park đúng không? Nó chuẩn bị cả một kịch bản dài lâu rồi. Đây, chúng ta lại đang nhìn thấy đây giai đoạn 3 là chuẩn bị đây, Vinhome Hạ Long Xanh, đúng không? Thế thì chúng ta nhìn thấy những cái thông tin mà các cái lãnh đạo của tập đoàn chia sẻ nó gắn kết, và chúng ta thấy sự xác đáng gắn kết lại bây giờ. Thế và chúng ta cũng sẽ nhìn lại cái dự án đây, cái các siêu đô thị giai đoạn sau 2022, đúng không? Vinhome Hạ Long Xanh này, Vinhome Long Biết Cần Giờ, thôi cái này ở xa quá thì thôi cứ từ từ đã phân tích cái gần đó. Thế thì đây, ở đây chúng ta ở trong cái sự kiện mở bán của Vinhome Ocean Park 2, chúng ta cũng thấy một cái hình ảnh là gì, cái siêu đô thị, cái đô đại đô thị và cái kết nối giao thông tam giác kinh tế giữa Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Thì Hà Nội, Hải Phòng tầm 45 phút mình đi rồi, và bạn này kết nối nữa thì Hà Nội mà đến Hạ Long thì 120 phút. Đấy thì cái kết nối giao thông nó mới tạo đà cho phát triển kinh tế, đúng không? Và chúng ta nhìn đây này, ở đây nó có một chữ VinFast này, cái logistics VinFast này cũng gần cái nước gần gần biên giới Quảng Ninh, thì cũng nhiều cái điều quan trọng mà chúng ta cũng cần đến nghiên cứu, rằng chẳng hạn như Quảng Ninh có sân bay Vân Đồn này, có Hạ Long, có các cái điểm du lịch quốc tế, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy mô tả này, dự án phức hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và du lịch nhé, có chữ du lịch nhé. Địa điểm thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên. Tổng diện tích gồm cả cơ sở tầng quy mô 4.110 ha, trong đó thị xã Quảng Yên 3.168 ha, thành phố Hạ Long 924 ha. Cấu phần chính căn hộ, biệt thự, shop house, trường học, trung tâm thương mại, công viên giải trí, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đấy đạt đấy, đến bây giờ bạn nhìn này, đây là tuyến đường Hà Nội cao tốc Hà Nội Quảng Ninh này, thế cái tuyến Bắc ngang qua đây đấy, và cái chỗ này ấy thì là cái đại công trường, thì đang đi vào cái gần cái chỗ Tuần Châu ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái khu du lịch Tuần Châu cũng là lấn biển, cũng là một tạo nên kỳ tích đối với bất động sản của Việt Nam, đúng không? Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng, đúng không? Thế thì chúng ta nhìn này, cái sự kết nối và cái con đường này, thì đây thì cũng là cái lần đầu mà nếu như chúng ta thấy các cái giá trị bất động sản mà lấy khi mà cái đổi đất và từ cái đất nông nghiệp, mấy cái vùng đất nước nợ này, đất nước đang đang gọi là trồng hải sản, nuôi trồng thủy sản ấy, thì cái giá trị đất nó sẽ khác nhau, nhưng cái sự sự thi công nó sẽ là khác nhau. Nhưng mà chúng ta nhìn qua thì đó là đây đây là cái vịnh vịnh biển Hạ Long, đúng không? Thì đây là một tầm nhìn, một chiến lược rất là mới. Đấy, đòi hỏi mình nghĩ là cần sự đoàn kết và kể cả một sự quyết tâm và tầm nhìn. À, nhìn đây, à, thì cái con đường này đây, đi dịch một tí là cái đường vào Tuần Châu, và đây đường này thì bạn sẽ thấy là thi công ở đây thì nó sẽ rất khó về cái nền đất yếu và cái chi phí san lấp. Đấy, thế nhưng mà cái giá trị đất để lấy thì nó cũng không như cái chúng ta lấy đất ở ở trong đất nông nghiệp, hoặc chúng ta nhìn thấy các cái dự án mà ở trong lấy ở trong đất nội đô, chẳng hạn như Cao Xà Lá, khu Cao Xà Lá ở Nguyễn Đường Nguyễn Trãi ấy, thì giá trị đất lấy sẽ khác, thì giá trị căn hộ bạn sẽ đắt và giá trị đất thì cái biên tăng nó sẽ như thế nào. À, ví dụ câu chuyện như Royal, như Tham chẳng hạn, đấy đấy câu chuyện như vậy. Thế thì chúng ta sẽ phải là từ cái nhìn nhận đấy, tức là đi đi đầu tư thì chúng ta cũng nhìn nhận từ chủ đầu tư này, từ các thông tin kinh tế dự án và các cái bản đồ thứ, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ như thế này. Thế và bây giờ câu chuyện đấy thì đây là một cái, nếu như đầm lầy này, Tuần Châu thì cũng là một cái điều cách mạng, đúng không? Đầm lầy bỏ bao tiền đấy, thế thì nói chung là nhìn nhận sẽ rất còn nhiều vấn đề, nhưng mà với mình thì với đầu tư, chủ đầu tư Vin và hoặc đầu tư Vin, mình cũng là một cư dân thì mình đã làm sự tin yêu
và đôi khi có những giá trị kinh tế thì cũng bằng những, hoặc là trong thậm chí là trong Hà Nội bạn cũng thấy có những cái khu đứng lên bằng từ rác chẳng hạn, khu Thành Công, Định Công chẳng hạn. Đấy đấy thì câu chuyện là chúng ta đi đầu tư thì chúng ta cũng phải có nhìn nhận về về thời điểm ra hàng hoặc các thông tin nữa thì chúng ta cũng chờ đợi từ chủ đầu tư những cái thông tin tổng quát, nhưng mà đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta phải tìm hiểu, đúng không? Chúng ta phải tìm hiểu và đâu cũng là một cái cơ hội nữa, đây bạn thấy là cái xử lý nền đất yếu ở đây sẽ rất là khó khăn đúng không, đóng cọc cọc móng rồi các thứ. Thế nhưng mà khi đã thành công và được được cái thật ra là mình nghĩ là một cộng đồng tin yêu và một cái lượng fan của Vin thì mình nghĩ tin chắc dự án sẽ thành công đấy. Còn thời gian thì đương nhiên là chúng ta bảo là bây giờ có sớm quá không, cũng chả có gì sớm cả. Các bạn nhìn thấy là từ tháng 7 năm ngoái đã khởi công Ocean Park 2 đúng không? Thế mà cũng mình đã có những video như vậy, một cái phân tích nhìn nhận đánh giá tổng quan ra sao như thế nào đúng không? Nhưng mà cái chừng mực mà chủ đầu tư yêu cầu thì cũng cái sự chia sẻ thông tin là chúng ta phải trong phạm vi đấy và trong những thông tin chính thống. Thế còn bây giờ về năm thì mình thấy năm dương lịch thì cũng là đến tháng 6 rồi, tháng 7 rồi, cũng chả mấy mà hết năm đúng không? Và Vin đấy bắt đầu từ bây giờ đã có những cái sự kiện thi công như thế này rồi, cái lúc mở bán thì nó là kỳ tích rồi. Thế và đâu đó thì trong các cái buổi buổi tài liệu truyền thông về Ocean Park 2 chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái xu hướng chung là sự di chuyển tất yếu từ Old Town sang New City đúng không? Hoặc xây ra những đại đại đô thị. Đấy, chẳng hạn như là đảo Palm Island này ở Dubai thì diện tích 2.500 hectare trải dài 5 km trên vịnh Ả Rập đúng không? Nó một đất nước cũng khí hậu cũng hoặc là cũng khó khăn đúng không? Dự án trị giá 12 tỷ đô đấy, bắt đầu xây năm 2001 và hoàn thành sau 6 năm. Chủ đầu tư này được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới và công trình biểu tượng của Dubai. Thì mình rất mơ, ước mơ và kỳ vọng. Đấy, mình tin chắc và tin yêu là Vin sẽ làm được với dự án này. Đây bạn này có 2.500 hecta đúng không? Vin đang đặt ra là 4.110 hecta cơ mà. Và đâu đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng là tất cả bốn tức là các show house trên 43 tỉnh thành và đại đô thị đến bây giờ mình chuẩn bị là ví dụ như ở Ocean Park là chuẩn bị Ocean Park 1 này, Ocean Park 2 này, Đại An này, Đại An 2 294 hecta này, rồi là Vinpearl Gia Lâm này. Đấy thế những cái điều đấy thì là cũng đã ở riêng ở Hà Nội ở cái phía đông này, các này đã đại đô thị nó tầm được khoảng 1.200 hecta rồi. Đấy thế nhưng mà để tổng hòa để lên như này tạo lên những giá trị mà đẳng cấp thế giới. Đấy thì nhắc đến Việt Nam như nào, gắn với cả nền kinh tế du lịch và gắn với biển này nữa. Đấy, một cái vùng đất này nếu như bây giờ mình nghĩ là cái giá trị kinh tế nó chả đáng bao nhiêu đâu, không đáng bao nhiêu đâu, đúng không? Nuôi thủy sản, nuôi trồng thủy sản ở đây với vùng nước nợ này chả đáng bao nhiêu. Nhưng chúng ta sẽ kỳ tích và chúng ta sẽ từ cái video này chúng ta đánh dấu. Mình cũng có video về Ocean Park rồi, cách đây 6 tháng rồi, chẳng hạn từ Tết chẳng hạn. Đấy, đấy và đến bây giờ chúng ta sẽ thấy ra sao rồi. Thế thì và bây giờ thế chúng ta đang đi tìm cận tìm với như này. Thế và thông tin kinh tế hoặc là các thông tin thì chúng ta cũng đầu tư thì mình nghĩ là cái video này mình sẽ để lại dưới chân chân phần mô tả thì các bạn xem sẽ có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ xem từ lúc 1:26 ấy thì chúng ta sẽ có hiểu thông tin hơn. Đây mình bạn xem nhá. Specifically, we estimate the three new mega projects have approximately US 10 to 12 billion of GDV and will report strong pre-sales within the first 3 years of launch. Doanh số bán hàng thì do chúng tôi sẽ mở bán ba đại dự án là Dream City, Wonder Park và Cổ Loa thì doanh số sẽ tăng trưởng rất là mạnh trong những cái năm đầu, và đây chính là tiền đề cho cái việc ghi nhận trong những năm sau, tùy thuộc vào loại sản phẩm. Và ở đây đa số sản phẩm của các ba đại dự án này là cái sản phẩm thấp tầng, cho nên là cái thời gian xây dựng rất là ngắn, dưới 12 tháng rất là nhiều. Do vậy là ngay khi mà bán thì trong vòng 12 tháng chúng tôi có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ngay. Thì ước tính cái giá trị của ba đại dự án mới này có cái tổng GDV, tức là chỉ đơn giản là lấy diện tích bán nhân với lại giá bán, thì ước tính của ba đại dự án này là rơi vào tổng cộng khoảng 10 đến 12 tỷ đô. Thì trung bình mỗi dự án này sẽ được bán trong vòng khoảng từ 4 đến 5 năm. Ok. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái thông tin đấy thì là chúng ta có thời gian. Mình khuyên là nếu như các bạn có những cái về Vin thì các bạn nên xem lại video này, nó mất hơn một tiếng nhưng mà nó rất nhiều thông tin kinh tế hữu ích cho các bạn. Và bạn nhìn lại, bây giờ bạn nhìn lại, bạn so sánh với Ocean Park 2 nhỉ. Thì câu chuyện cũng thế thôi. Chúng ta đi đầu tư thì chúng ta bỏ thời gian ra, chúng ta tìm hiểu thông tin và chúng ta phải nghiên cứu thông tin và ra quyết định cho nó tự tin hơn. Câu chuyện nó cũng như là từ cái này
thì mình có nhìn nhận xác đáng hơn, mình có sự phân tích với Ocean Park 2, mình nhìn nhận ra sao, các video mình chia sẻ như thế nào, mình nhìn có thể là tiềm tới đấy thì mình nhìn nhận Đại An như nào ra sao, đúng không? Đấy, và cách thức đầu tư ra nào. Chứ còn mình nghĩ là các bạn cũng nên tìm đến một cái thông tin chính thống, chứ không nên đi tìm những cái gọi thông tin từ đội nhóm. Câu chuyện là cũng có rất nhiều đội nhóm khác nhau, thậm chí môi giới cũng vậy, sàn cũng vậy ấy. Thế nhưng mà làm sao đến bây giờ, ngay như câu chuyện của Ocean Park 2 cũng là một vấn đề. Rất nhiều người có tiền nhưng không hiện thực được thành cơ hội, và có những người bây giờ lại cũng luôn kỳ vọng giá giảm. Thế nhưng mà thật ra chủ đầu tư, công cụ của chủ đầu tư, mình phải nhìn được những cái người mà ví dụ như mình theo từ đầu dự án. Thế xong là bây giờ đến cái giá, mình biết cái phân khu ra sao, mình đưa ra một cái sự tư vấn là đang giao dịch như thế nào. Đấy, nó có nhiều hình thức là hàng chủ đầu tư, hàng mastery, bây giờ thậm chí là hàng thứ cấp đó bên ngoài kia. Thế nhưng mà bạn lại cứ đi tìm quá nhiều thông tin, cuối cùng bạn cũng chẳng có kết hội, có một sự kết luận mà không có sự đầu tư và không tích trữ được gì tài sản. Tiền vẫn câu chuyện của lạm phát, bạn vẫn bị, bạn để tiền trong nhà cũng vậy, bạn đi gửi tiền tiết kiệm cũng vậy. Đây là câu chuyện đầu tư, thì mình câu chuyện là sẽ gắn bởi nhiều thông tin. Tại sao có những câu chuyện của mình cũng thể là chia sẻ được, bộc bạch được ở trên video, và cũng có thể phải ở chia sẻ ở phạm vi khác. Vì câu chuyện là gì? Chúng ta cũng sẽ phải là ở trong phạm vi, ở trong những cái điều mà chủ đầu tư cho phép, nhưng tìm hiểu dự án và tổng hòa những cái yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Hoặc ngay như là hôm nay là Vin cũng được cái tổ chức xếp hạng quốc tế xếp hạng về đứng top về bất động sản của Việt Nam ấy, hoặc là bất động sản thế giới. Thì cái câu chuyện Vinhome ấy thì chúng ta luôn update và chúng ta đạt được những giá trị đấy rồi đấy, thì nó là được vào vinh danh vào trong đấy rồi, thì nó là sự đẳng cấp đấy. Thế và hơn nữa là chúng ta cũng sẽ phải luôn luôn update rằng là những phát ngôn của những người của những người có thẩm quyền trong tập đoàn, rồi cái lộ trình triển khai nó có đúng không, có cái gì bất cập không. Mình tại thời điểm đấy là chỉ là phân tích đơn thuần, video này phân tích về chứng khoán, nhưng đem lại bao nhiêu thông tin về bất động sản, đúng không? Đấy, và chúng ta cũng lại nhìn nhận đấy, sau thời điểm đấy và có những sự kiện của Việt Nam là gì, đúng không? Là FLC, là Tân Hoàng Minh. Nhưng đến bây giờ tại sao Vin vẫn đứng vững, và Vin vẫn luôn tại cái thời điểm mở bán, ai Ocean Park 2 mọi người cũng bảo ui rồi nhiều rồi thế này kia. Nhưng đấy, bạn nhìn đấy, chiến lược người ta đưa ra, người ta bán buôn, bán cho đối tác lớn, đúng không? Là ví dụ như Mastery lần đầu tiên 6.000 căn, đúng không? Và đến bây giờ cái cả một quá trình nó đi sẽ như thế nào thì chúng ta cần phải update thông tin, và chúng ta gắn kết người phát biểu của tập đoàn, người có thẩm quyền phát ngôn như này, nó đúng đúng trong một cái phạm vi đúng và đúng trong cả lộ trình thực hiện đưa ra, thì chúng ta mới thấy đúng rồi. Thế thì bây giờ cũng thế, nó chuẩn bị làm gì, lộ trình người ta đưa ra là gì, trong cái phát ngôn đấy là có gì, có cổ loa, có gì, có Đan Phượng, đúng không, có Galaxy đấy là cái khu cao xà lá ở chỗ Nguyễn Trãi đấy. Thì đấy, thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Hoặc là đến bây giờ mình cũng có video về Đại An là tại sao cái tổng mức đầu tư nó lại lên 5 tỷ trong tài liệu giải trình ấy. Đấy, thì cái những cái điều đấy thì mình chia sẻ là mình phải gắn kết luôn luôn, được tìm kiếm những thông tin update cho các bạn. Thông tin nó có thuận, mà thông tin những điều gì là chúng ta nhìn thấy tầm nhìn dài hạn. Không phải có những người mà rõ ràng các bạn từ ngày bạn vào bây giờ cái giá chủ đầu tư bạn, mình khẳng định luôn, chia ra từng phân khu, có những phân khu tăng 5% rồi. Đấy, nhưng mà đâu khi nếu mà bất động sản, đâu khi chúng ta phải đi làm thế đâu. Chúng ta phải là cả một lộ trình dài hạn chứ, đúng không? Thế còn đâu có những người bạn bảo mua vào những cái gọi là có những câu từ của thị trường, mình đặt đề cao rất nhiều của thị trường, cái giá của thị trường, cái giá cung cầu, đúng không? Đến ngày ngày các bạn ít nhiều lần đấy cũng là lúc đấy là thứ cấp rồi, nó là giá thị trường chứ, bạn phải hiểu được như vậy. Thế thì nó cũng có sẽ nhiều thông tin. Video này thì mình cũng sẽ cập nhật thêm những cái gì mà mình update được với dự án, không những là ở Hải Phòng, ở Quảng Ninh, Hải Phòng, thậm chí là quanh ở Hà Nội này, chúng ta sẽ có những cái thông tin, những kênh, những cái video cụ thể chia sẻ về từng dự án, về chia sẻ về cơ hội. Nhưng mà quan trọng nhất thì mình nghĩ là kinh doanh thì nó cũng là một sự đoàn kết, cũng là một sự chia sẻ thông tin, một sự tìm hiểu và một sự quyết đoán. Đấy, và với những kênh YouTube thì mình cũng luôn luôn là đưa ra những cái sự kiện nó gọi là mang tính chất real time, để chúng ta cảm nhận ngay, chia sẻ ngay. Đấy, nó gắn với thời gian thực và nhìn nhận, chia sẻ từ đây bây giờ. Mình thấy là tại mình xem từ 30 tháng 12 cũng là một chuyện nhé, đợt đấy Covid, úi dồi ôi, ở nhà xem hay như thế nào, đúng không? Thế bây giờ nó thành biến thành tiền, biến thành những cái điều gì chia sẻ, nó là cả một nội trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
bạn hãy dùng hãy cho mình một like hoặc một share cho những người cần thông tin, hoặc đăng ký kênh để trong mình có động lực làm những cái video chia sẻ cho cái chúng ta cùng tìm kiếm một cơ hội kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.